Kiểm gai. Dạ. Cái gara ở đây tao giao cho mày. Ở đây có chỗ ăn, chỗ ở, chỗ làm. Không được từ chối. Em cảm ơn chị nha. Em sẽ cố gắng ở trên này làm ăn đàng hoàng. Chị yên tâm em nha. Ngày hôm nay tao sẽ cho mày biết đứt mắt là ai. Tao sẽ phải chết. Kiểm gai. Nâng tiền thưởng cho ai kiếm được kẽm gai Lê Thành 1 tỷ cho tao. Thằng kẽm gai là em tao, tao biết. Nó không bao giờ đâm sau lưng người ta. Thằng em của tôi chết trong tay nó thì nó phải chết trong tay tôi. Mình chơi trò thách thật. Thách là sao? Có nghĩa là mình thách cái gì là những người chơi á phải làm cái đó. Tào lao gì cũng phải đặt cái trò chơi nó đúng của nó là thách gì làm đó, không làm là chó. Vậy không làm là chó nha. À, ai mà chửi ai chó mày.